Xin kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay chủ nhật ngày 2 tháng 3 sẽ gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Nghệ sĩ piano trẻ Tạ Quang Vũ tạo ấn tượng trong đêm nhạc Talented Youth. Quần thể di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn dự kiến đón 300.000 du khách trong năm nay. Đang chạy xe máy qua đường bất ngờ té, bị một xe khác tông nhập viện. 8 giờ sáng nay chính thức khai mạc cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, tối qua tại nhà hát lớn thành phố đã diễn ra chương trình hòa nhạc Talented Youth, tài năng trẻ. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của những tài năng trẻ đến từ Việt Nam và Hồng Kông, Trung Quốc. Chương trình hòa nhạc lần này có sự tham gia của nghệ sĩ piano trẻ Tạ Quang Vũ, được sinh ra và lớn lên tại Nga. Anh bắt đầu học nhạc từ khi còn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trường âm nhạc trung ương ở Moscow năm 2017, anh tham gia học tại Nhạc viện Tchaikovsky và tốt nghiệp nhạc viện thành công vào năm 2022. Anh đã từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc dành cho nghệ sĩ piano trẻ ở Việt Nam, Nga và Ý và sẽ được nhiều giải thưởng quốc tế. Hôm nay tôi sẽ đánh bài của ông tác giả Rachmaninoff, tác giả của Nga, bài Concerto số 3. Người đánh đàn piano và cả dàn nhạc đều phải dùng hết sức của mình để mà có thể đánh được bài này. Nó vừa khó kỹ thuật mà nó vừa khó bằng cái giai điệu, rất là nhiều giai điệu khác nhau. Chương trình hòa nhạc Talented Youth, tài năng trẻ là chiếc cầu nối của nhiều thế hệ nghệ sĩ để chạm đến trái tim người yêu nhạc cổ điển. Trong chương trình lần này, các thành viên của dàn nhạc giữ vai trò là những người dẫn dắt, truyền cảm hứng cho những tài năng trẻ, những nghệ sĩ tương lai mang sứ mệnh kế thừa tinh hoa của thế hệ trước. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản khẩn yêu cầu tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh Marburg trên địa bàn thành phố. Trong văn bản khẩn ngày 31 tháng 3, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bệnh Marburg là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Marburg gây ra. Ổ chứa tự nhiên là loài dơi ăn quả, bệnh có thể lây truyền từ động vật, dơi, động vật linh trưởng sang người, từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết cơ thể, nước tiểu, mồ hôi, nước bọt, chất nôn, sữa mẹ, tinh dịch, hoặc với môi trường, vật dụng bị ô nhiễm bởi dịch tiết của người mắc chết do virus Marburg. Thời gian ủ bệnh Marburg từ 2 đến 21 ngày. Bệnh khởi phát với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, khó chịu, sau đó có thể xuất hiện tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, buồn nôn, nôn, xuất huyết. Hiện bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao. Do đó, để chủ động phòng chống dịch bệnh Marburg và không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, Thành phố Thủ Đức và Thủ trưởng các sở ngành liên quan triển khai các biện pháp giám sát phòng chống không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố. Kính thưa quý vị, vụ việc bé trai bị bạo hành nghi dùng ma túy trên địa bàn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh mới đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ trẻ em tiếp xúc chất kích thích, chất gây nghiện có thể xảy ra ở bất kỳ đâu. Việc sử dụng lâu dài các chất này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tâm lý của các em, nhưng hiện nay việc nghiên cứu và tìm phương pháp điều trị cho những trường hợp này còn rất hạn chế tại Việt Nam. Theo chuyên gia, hiện nay những nghiên cứu về các chất kích thích, chất gây nghiện đối tượng trẻ nhỏ dưới 15 tuổi rất ít. Đa phần các bác sĩ sẽ dựa trên triệu chứng lâm sàng để nhận biết và điều trị bệnh cho trẻ. Ra ở trong đời sống hàng ngày là mình sẽ có sử dụng khá là nhiều các chất kích thích, ví dụ như là caffeine này, thường được tìm thấy trong trà này hoặc là cà phê này, trong sô cô la hoặc là thậm chí là trong một số các loại thuốc cảm cúm. Thường do còn quá nhỏ, khả năng diễn đạt của trẻ còn hạn chế, nên phụ huynh khó có thể nhận biết được chính xác trẻ đã sử dụng phải chất gì. Trẻ có thể cáu gắt hơn, dễ cáu kỉnh, dễ tức giận, hay có những cái hành vi bạo lực, hoặc là có thể ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của bé. Có những cái cơn gọi là cơn hỏa hoạn, nặng hơn là có thể là ảo giác này. Còn về mặt cơ thể, bệnh thì trẻ có thể là gặp những triệu chứng liên quan tới đau đầu này, mờ mắt này, rối loạn nhịp tim, rối loạn huyết áp. Các chuyên gia khuyến cáo khi quản lý thuốc nên có tủ thuốc an toàn, tuyệt đối không cho trẻ thử thuốc kích thích. Những trẻ có biểu hiện tăng động, nguy cơ sử dụng các chất kích thích nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chăm sóc và điều trị sớm. Quần thể di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là điểm đến không thể thiếu với khách quốc tế. Hiện nay mỗi ngày di sản này đón từ 1.300 cho đến 1.500 người, tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Với đà này, điểm đến Mỹ Sơn có thể đón 300.000 du khách trong năm nay.
Khách du lịch đến Mỹ Sơn trong những tháng đầu năm nay chủ yếu là từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ và Trung Quốc. Để nâng cao chất lượng phục vụ khách, ngoài việc trùng tu, hoàn chỉnh chương trình tham quan và thuyết minh tại các nhóm tháp mới được trùng tu, các sản phẩm dịch vụ du lịch đều đã được nâng cao chất lượng, thân thiện và dễ dàng tiếp cận. Di sản Mỹ Sơn để lại ấn tượng đẹp về nền văn minh cổ xưa với kiến trúc độc đáo. Khi đến đây, tôi thực sự ngỡ ngàng trước sự hùng vĩ và thơ mộng của khu di sản. Tôi chắc chắn sẽ trở lại Mỹ Sơn. Thu hút khách du lịch từ Mỹ Sơn, thì tăng so với cùng kỳ năm 2022 là tăng 8.700%. Như vậy là xác định cái việc mà sau đại dịch Covid-19 là khả năng phục hồi, nhất là đại biểu quốc tế là tăng rất mạnh. Với tiềm năng và lợi thế của mình cộng với sự tích cực và hiệu quả trong công tác quảng bá hình ảnh, nâng cao chất lượng sản phẩm, điểm đến di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đang thực sự lấy lại vị thế trong quá trình phục hồi du lịch sau đại dịch. Dự án phát triển hạ tầng Cù Lao Tây đi qua 5 xã Cù Lao của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp khởi công từ tháng 10 năm 2021. Tổng mức đầu tư trên 670 tỷ đồng, gồm vốn từ ngân sách tỉnh và 50% vốn vay ODA. Đến nay đã qua thời hạn hoàn thành nhưng dự án chỉ mới đạt 50% tiến độ. Trong đó, gói thầu mở rộng mặt đường do các xã thi công trong thời gian dài rồi bỏ dở đã khiến cho hàng trăm hộ dân sống dọc theo tuyến gặp khó trong đi lại lẫn sinh hoạt. Chỉ một xe ô tô chạy qua, bụi bay khắp một đoạn đường đang làm dang dở. Vì thế, để đối phó không khí mịt mù, hàng trăm hộ sống dọc theo tuyến đường xã Tân Quế ngày nào cũng phải dùng nước tưới đường. Ngày nào cứ tưới khoảng 3-4 lần đó. Bụi chịu không nổi luôn. Kiểu như sáng mới lau lần chút là dơ là quét nữa rồi. Lúc trước thì chưa làm đường thì cũng không đến nổi dơ vậy. Ngăn bụi ngoài đường, người dân giờ còn phải tìm cách để tránh bị thương. Xe cán bạc vô trong nhà nó bay vô, nó bay trúng người. Như cái bánh đó, nó cán vô nửa này nửa kia đó, rồi nó cán nó văng vô. Theo Ủy ban Nhân dân xã Tân Quế, phần giải phóng mặt bằng trên tuyến này đã xong từ lâu, nhưng nhà thầu vẫn chưa thi công trở lại. Cái lúc đầu là cái đơn vị thi công thì nó cứ dằn dưa là đơn là thiếu cát, rồi bây giờ thiếu đá. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo sở ngành địa phương hỗ trợ nhà thầu về giải phóng mặt bằng ở các đoạn còn vướng, cũng như tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn để đẩy nhanh tốc độ thi công trong thời gian tới. Nghề đáy hàng khơi từ lâu đã gắn bó với người dân vùng biển Cà Mau, là kế sinh nhai của nhiều gia đình. Thế nhưng những năm gần đây, lượng cá tôm ít, bạn chòi khó kiếm nên số lượng các hàng đáy chỉ còn vài chục chủ bám trụ lại với nghề. Bạn chòi là những người trực tiếp ở lại chòi để canh giữ và đóng đá. Họ hoạt động theo lịch trình con nước hàng tháng là 10 ngày nghỉ vào bờ, 20 ngày trực chòi trên biển để kéo và thả đáy. Những người bạn chòi giỏi là những người đi trên dây và làm việc điêu luyện, phải xác định được lúc nào nước chảy mạnh để buông đáy và lúc nào nước chảy yếu để kéo đáy lên, đợi ghe đến đổ, tránh tình trạng cá tôm lội ngược dòng nước ra ngoài. Điều lo ngại nhất của họ chính là thời tiết xấu, các ghe, tàu đánh bắt và chở hàng thường xuyên đâm phải các hàng đáy làm sập chòi. Nói chung có ăn á, nhưng mà như khi trời thổi lên sóng gió rồi cái hư hao hàng đáy nó thất bại rồi này kia thì nói chung, còn như khi một tháng bằng được có mấy ngày à. Dù phải sống trơ trọi trên chòi canh hay cực nhọc trên ghe biển, thì những người làm đáy hàng khơi vẫn tươi cười đối đầu với nắng gió, với hiểm nguy mỗi khi biển cả nổi giận. Tất cả ai cũng yêu biển cả, để rồi khi vào đất liền vài ngày thì lại nhớ biển, lại khăn gói ra chòi giữ đáy. Ở phần an ninh trật tự an toàn giao thông sẽ là bắt đối tượng mạo danh công an lừa chạy án chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Công an Bà Rịa Vũng Tàu bắt 5 đối tượng nhí cướp tài sản. Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của nghi can Phạm Văn Chánh. Người này có hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người và nhiều công ty trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đối tượng đã liên hệ với một người ở tỉnh Quảng Nam, nói mình là công an thành phố Đà Nẵng, hiện đang khởi tố điều tra một vụ cưỡng đoạt tài sản có liên quan đến 3 nhân viên đang làm việc tại văn phòng luật của anh. Chánh hứa hẹn sẽ tìm hiểu thông tin, xin cho 3 người này không bị xử lý hình sự với giá chạy án là 250 triệu đồng. Sau khi nhận của bị hại 100 triệu đồng, đối tượng đã ngắt liên lạc. Với thủ đoạn tương tự, Chánh đã lừa nhiều người tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam với mức giá lên đến 100 triệu đồng một trường hợp. Khám xét tại nhà riêng của Chánh, công an thu giữ nhiều tang vật và tài liệu có liên quan.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Lập ra các tài khoản Zalo, Facebook rồi đăng tải các bài viết rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ để chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng Hứa Văn Tịnh, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và Nguyễn Hiếu, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vừa bị công an huyện Duy Xuyên khởi tố bắt tạm giam. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng lập ra các tài khoản Zalo, Facebook rồi đăng tải chạy quảng cáo các bài viết rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ. Khi có người liên hệ mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền cọc 20% giá trị xe và nhiều khoản phí khác vào các tài khoản ngân hàng, ví điện tử ảo của các đối tượng. Với thủ đoạn này, từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trong cả nước với số tiền gần 3 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh phối hợp Công an tỉnh Bình Phước và lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia vừa bắt giữ Chàm Tiết, đối tượng trốn truy nã cách đây 20 năm. Theo hồ sơ vụ án, sau khi phạm tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh xử phạt Chàm Tiết 3 năm tù. Trong quá trình chờ chấp hành, Chàm Tiết cùng vợ con bỏ trốn sang Campuchia sinh sống mà không trở về Việt Nam cho đến nay. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh đang mở lại hồ sơ phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định. Qua đây, cơ quan chức năng kêu gọi các đối tượng có lệnh truy nã nên đến đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Hôm qua, Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng đều ngụ huyện Long Điền để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trong đó, đối tượng nhỏ nhất sinh năm 2007, lớn nhất sinh năm 2005 ra đầu thú. Trong số đó, có 2 đối tượng từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và 1 đối tượng đang bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên vào các ngày 18 và 21 tháng 3, bọn chúng đã rủ nhau tìm những người phụ nữ đi một mình trên các tuyến đường vắng để cướp. Khi thấy con mồi, bọn chúng dùng xe áp sát làm nạn nhân ngã xuống đường rồi dùng dao khống chế lấy tiền của nạn nhân. Ngoài 2 vụ việc tại huyện Long Điền, 5 đối tượng nói trên cũng thừa nhận là thủ phạm đã gây ra vụ cướp tài sản của một phụ nữ sáng ngày 24 tháng 3 tại đường Hương Lộ 2, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của các nạn nhân, bọn chúng đã chia nhau tiêu xài hết. Hiện công an đang tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa xảy ra tai nạn giao thông. Một người đàn ông đang điều khiển xe máy qua đường thì bất ngờ té và bị xe máy khác tông trúng phải nhập viện cấp cứu. Khoảng 21 giờ tối qua, xe máy mang biển kiểm soát 63B389400 do một người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Đến đoạn mở giải phân cách thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa thì người đàn ông điều khiển phương tiện rẽ trái băng qua đường. Lúc này chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát làm người cùng phương tiện té ngã xuống đường. Tiếp đó, một xe máy khác đang lưu thông cùng chiều từ phía sau trở tới, không kịp xử lý nên va chạm vào phần đầu của người đàn ông, khiến nạn nhân bị thương khá nặng, được đưa đi cấp cứu. Còn tài xế cùng chiếc xe máy có liên quan đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Do phương tiện nằm giữa đường khiến hàng loạt phương tiện khác lưu thông qua đây phải di chuyển chậm, kéo dài. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thế giới trong đêm có gì? Vũ đoàn nổi tiếng ở đảo Đài Loan kỷ niệm nửa thế kỷ hoạt động. Triển lãm 100 tác phẩm của họa sĩ Gerhard Richter tại Berlin. Công ty kỹ thuật và hàng không vũ trụ của Anh Rolls-Royce vừa bổ nhiệm nữ giám đốc tài chính đầu tiên, một phần của cuộc cải tổ bộ máy lãnh đạo nhằm giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn. Bà Helen McCabe được bổ nhiệm làm giám đốc tài chính của Rolls-Royce và sẽ chính thức đảm nhận vai trò này từ cuối năm nay. Trước khi giữ vị trí mới này, bà McCabe làm việc cho tập đoàn năng lượng BP Anh. Trong tuyên bố về việc bổ nhiệm bà McCabe, đại diện Rolls-Royce cho biết những thay đổi này là một phần của chương trình chuyển đổi bắt buộc của văn hóa chiến thắng và quyết tâm chung nhằm mang lại tăng trưởng doanh thu bền vững và tạo ra lợi nhuận. Việc bổ nhiệm bà McCabe trong bối cảnh Rolls-Royce đang tiến hành cải tổ bộ máy lãnh đạo, báo trước những cải cách lớn tại gã khổng lồ kỹ thuật của Anh. Giá thị trường của Rolls-Royce trên thị trường chứng khoán đã giảm 2/3 trong 5 năm qua. Đám đông hàng trăm người đang xếp hàng đợi được phát bột mì miễn phí. Đây là hình ảnh dễ bắt gặp tại Pakistan trong những ngày diễn ra thánh lễ Ramadan. Tại thành phố Lahore, mỗi ngày có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người đến các trung tâm hỗ trợ của chính phủ nhận những túi bột mì miễn phí.
Lạm phát ở Pakistan hiện đã ở mức hơn 30%, đẩy giá các mặt hàng thiết yếu lên cao, đặc biệt là giá điện, thực phẩm và dầu ăn. Giá bột mì cũng tăng hơn 45% so với thời điểm này năm ngoái. Giá một túi bột mì cũng đã tăng lên 1.160 rupees, trong khi tiền hưu của tôi chỉ là 8.500 rupees, tôi không thể mua nổi. Chính vì thế, từ khi tháng lễ chay Ramadan bắt đầu vào tuần trước, chính phủ Pakistan đã mở chương trình phân phát bột mì miễn phí cho người dân. Mỗi ngày chúng tôi phát bột mì cho khoảng từ 5.000 đến 7.000 người. Việc phát hàng viện trợ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Theo cảnh sát, ít nhất 16 người đã thiệt mạng do đám đông xô đẩy dẫn đến giẫm đạp tại các trung tâm như thế này những ngày gần đây. Hàng ngàn túi bột cũng đã bị kẻ gian lấy trộm khi còn trên xe tải và tại các điểm phân phối. Thời gian qua, Pakistan đối mặt với cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán và phải đàm phán cứu trợ với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Đoàn múa nghệ thuật Vân Môn ở đảo Đài Loan thành lập năm 1973, biểu diễn với phong cách pha trộn nghệ thuật sân khấu cổ truyền Trung Hoa, võ thuật cùng với múa đương đại. Vũ đoàn Vân Môn trong những ngày này đang tập vở vũ kịch có tên Di Sản, tác phẩm được biểu diễn lần đầu vào năm 1978 cho chuyến lưu diễn đón mừng sinh nhật lần thứ 50 của đoàn nghệ thuật này. Vở Legacy được diễn lần cuối năm 2003, tức là từ đó đến nay đã 20 năm. So với các diễn viên 20 năm trước, thế hệ hiện nay của đoàn có chiều cao trung bình hơn 7cm so với các diễn viên thế hệ trước. Khác biệt đó không lớn, nhưng trên sân khấu hiện ra rất rõ, phản ánh sự thay đổi trong 20 năm qua. Các diễn viên hiện nay tự tin hơn trên sân khấu, tự tin hơn về khả năng nghệ thuật của họ. Ông Lâm Hoài Sơn cho biết thêm, mỗi khi tập lại vở Legacy là dịp để các diễn viên trong đoàn nghệ thuật này cố gắng hơn về chuyên môn. Đoàn hát hy vọng chuyển biến sắp tới của họ sẽ thúc đẩy tinh thần lạc quan của người xem sau 3 năm đầy biến động vì đại dịch Covid-19. Khu Suk Al Ghazen ở thủ đô Baghdad có một chợ bán thú cưng lớn nhất Iraq. Tại đây người ta có thể tìm mua các động vật có thể nuôi làm bầu bạn, chim cảnh cho đến bò sát. Mỗi thứ sáu, nhiều người Iraq đổ về Al Ghazen để tìm mua chim cảnh, cá cảnh và cả rắn bò sát. Các chủ cửa hàng cho biết tại đây khách đến từ nhiều địa phương Iraq có thể tìm mua mọi loại thú cưng. Tôi từ nhỏ đã thích nuôi thú cưng, tôi kinh doanh đủ các loài động vật làm cảnh, đã buôn bán mặt hàng này ở nhiều nơi, nhưng thích nhất là buôn bán ở Saud Al Ghazen. Tôi năm nay 45 nhưng đã làm ăn ở chợ này từ 20 năm trước, tôi cũng có một trại nuôi động vật cảnh. Tôi bán ở chợ này từ 10 năm rồi, khách đến chợ nhiều nhất vào thứ sáu vì đó là ngày họ rảnh. Họ đến ngắm thú nuôi làm cảnh, thư giãn tinh thần sau một tuần làm việc, như là một môn giải trí. Có người mua về nuôi, nhiều nhất là chim két, chim hoàng yến. Khách mua không chỉ là nam giới mà còn có cả nữ giới. Gerhard Richter được xem là một trong những họa sĩ còn sống nổi tiếng nhất của Đức. 100 tác phẩm của ông sẽ được trưng bày xoay tour tại bảo tàng Neue National Gallery của Berlin từ nay đến hết năm 2026. Tôi nghĩ rằng Gerhard Richter không chỉ đóng vai trò quan trọng trong hội họa Đức mà cả hội họa quốc tế và lịch sử hội họa nói chung. Ông ấy đã dành cả đời khám phá những khả năng và giới hạn của hội họa. Sau khi được trưng bày tại bảo tàng Neue National Gallery, 100 tác phẩm sẽ được chuyển sang bảo tàng thế kỷ 20 cạnh đó, dự kiến hoàn tất xây dựng vào năm 2026. Kính thưa quý vị, vào lúc 8 giờ sáng nay, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải niềm tin chiến thắng lần thứ 35 năm 2023 sẽ chính thức khai mạc và thi đấu chặng 1 vòng đua Hồ Hoàn Kiếm tại Hà Nội. Vòng đua Hồ Hoàn Kiếm tại Hà Nội cự ly 42,5 km là vòng đua truyền thống tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Với mặt đường rộng, thông thoáng và thời tiết thuận lợi, chặng đua này luôn chứng kiến những cuộc cạnh tranh gay cấn, bứt phá với tốc độ cao của các vận động viên. Năm 2023, ekip An Sang được đánh giá là ứng viên hàng đầu để giành chiến thắng chặng mở màn khi trong đội hình có nhiều chân nước rút xuất sắc như đương kim áo xanh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Hoàng hay Quảng Văn Cường. Tay đua chiến thắng chặng đua này năm 2022 và ngoại binh Roman Maikin. Bên cạnh ekip An Sang, những đội đua cũng được đánh giá là ứng viên cho chiến thắng ở chặng mở màn còn có Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp. Cúp truyền hình 2023 có sự tham gia của 14 đội xe đạp hàng đầu cả nước tranh tài 25 chặng thi đấu xuất phát tại thủ đô Hà Nội vào ngày 2 tháng 4 trước khi về đích trước Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh vào đúng ngày 30 tháng 4 lịch sử. Chặng 1 vòng đua Hồ Hoàn Kiếm sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 8 giờ ngày 2 tháng 4 trên kênh HTV9 và HTV Thể thao.
Chương trình 60 giây hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay, phát sóng trên hai kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 18:30. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và quý vị đừng quên theo dõi cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Non sông liền một dải, niềm tin chiến thắng lần thứ 35 năm 2023 diễn ra vào lúc 8 giờ sáng này nha. Chặng đua đầu tiên của cúp truyền hình năm nay sẽ trực tiếp trên HTV9 và HTV Thể thao. Chúc quý vị một ngày chủ nhật thật vui vẻ và xin chào tạm biệt.